Xin chào tất cả các em, cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục bài học số 13 trong chương trình tiếng Anh lớp 7 với phần B, Come and Play. Ở trong phần này mình sẽ lại tiếp tục tìm hiểu một số môn thể thao trong cuộc sống hàng ngày ha. Rồi, ở phần đầu tiên cô sẽ giới thiệu phần từ vựng của phần 1 ha, phần B1. Các em hãy quan sát lên bức hình này. Đây là chiếc vợt bóng bàn, đúng không nào? Và vợt bóng bàn này hoặc là vợt nói chung người ta có tên gọi là paddle. Paddle hoặc là racket đều là cái vợt. Và cô có table tennis paddle là chiếc vợt đánh bóng bàn ha, như cái hình chúng ta vừa mới xem. Cô có từ thứ hai, từ spare. Spare là dư thừa hoặc là dự trữ. Đây là tính từ ha, a spare paddle là một chiếc vợt dự trữ. Từ ought to, chúng ta đã học động từ khiếm khuyết là từ should, và bằng nghĩa với should thì còn có từ ought to, nó mang nghĩa là nên. Cô có ví dụ, I ought to do my homework, tôi nên làm bài tập về nhà của mình đã. Rồi bên cạnh đó trong bài còn xuất hiện từ must là mang tính bắt buộc, và have to cũng là mang tính bắt buộc, nhưng mà cũng là động từ khiếm khuyết, nhưng nó không mang tính bắt buộc giống như từ must, mà nó chỉ bổn phận hoặc là trách nhiệm của chúng ta nên làm gì đó. Và hai và các động từ khiếm khuyết này thì đều có công thức chung là phải đi với động từ nguyên mẫu không to, được chưa nào? Chúng ta cùng đọc lại một số từ vựng nhé. Paddle, table tennis paddle, racket, spare, a spare paddle, ought to, should, must, have to. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại bài đầu tiên. Be one, listen, then practice with a partner. Chúng ta sẽ lắng nghe và thực hành hội thoại với bạn của mình nhé. Nào, đây là đoạn hội thoại giữa bạn nam và bạn ba. Chúng ta hãy cùng lắng nghe xem hai bạn này đọc như thế nào nhé. Listen, then practice with a partner. Would you like to play table tennis, ma'am? I'd like to, but I can't. That's too bad. I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis. Yes, you must do your homework first, but I'll wait for you. It'll take me a few more minutes. No problem. I also have to finish this question for math tomorrow. Okay, I've finished. Oh, I don't have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one? Yes, I do. Can I borrow it? Sure, here you are. Thanks. Okay, let's go. Rồi, hai bạn này đang chuẩn bị rủ nhau chơi bóng bàn, đúng không nào? Bạn ba mời bạn nam, would you like to play table tennis, nam? I'd like to, but I can't. Mình cũng thích chơi lắm, nhưng mà mình không thể. That's too bad. Oh, thật là buồn ha, hoặc là thật là tồi tệ gì đấy. I have some homework. Mình có một số bài tập về nhà. I ought to finish it before I play table tennis. Mình nên hoàn thành nó trước khi mà mình chơi bóng bàn. Yes, you must do your homework first, but I'll wait for you. Đúng rồi, bạn phải hoàn thành bài tập đầu tiên, nhưng mà mình sẽ đợi bạn. It'll take me a few more minutes. Nó sẽ lấy mất một vài phút thôi. No problem. I also have to finish this question for math tomorrow. Không có vấn đề gì đâu. Mình cũng sẽ phải hoàn thành cái câu hỏi này cho môn toán vào ngày mai. Okay, we'll finish. I've finished. Oh, I don't have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one? Được thôi, mình sẽ hoàn thành nó. Nhưng mà mình không có cái vợt bóng bàn ở đây. Cậu có dư cái nào không? Yes, I do. Có, mình có đấy. Can I borrow it? Mình có thể mượn nó chứ? Sure, here you are. Đây nè, của bạn nè. Thanks. Okay, let's go. Cảm ơn. Nào, chúng ta đi nào. Rồi, sau khi nắm được cái nội dung
của bài đọc này. Cô hy vọng là chúng ta sẽ thực hành với bạn của mình ở trên lớp. Và bây giờ mình sẽ quay lại phần nhiệm vụ Answer the question. Mình sẽ trả lời những câu hỏi ở đây. Ở đây có 4 câu hỏi khá là đơn giản xoay quanh nội dung của bài hội thoại. Câu đầu tiên, what should Nam do before he plays table tennis? Nam nên làm gì trước khi mà anh ấy chơi bóng bàn đây? Trong bài có nói là Nam chưa làm bài tập về nhà đúng không nào? Vậy thì Nam should, he should hoặc là he must finish his homework before he plays table tennis. B, when will Nam be ready? Khi nào thì Nam mới sẵn sàng đây? He will be ready in a few minutes. Trong một vài phút nữa. What will Ba do? Ba sẽ làm gì nào? He will finish a questions for math. Anh ấy cũng phải hoàn thành những cái câu hỏi cho môn toán. How many paddles does Ba have? Có bao nhiêu cái vợt mà Ba sở hữu đây? He has 2 paddles, okay? Vậy thì những câu hỏi này rất là đơn giản xoay quanh nội dung của phần 1 này. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần bài tập số 2. Ở phần bài tập số 2 này người ta cũng yêu cầu mình là listen, then practice with a partner. Đầu tiên thì cô sẽ cho các em lắng nghe, sau đó mình sẽ thực hiện tiếp nhiệm vụ trong phần B2 này nhé. Now listen. 2. Listen. Then practice with a partner. Change the underlined details using the information in the box. Come and play basketball, Mom. I'm sorry. I don't think I can. That's too bad. Why not? Well, I should clean my room. Can you play on Friday? Yes, I can. All right. See you at 7. Okay. Bye. Bye. Rồi. À, bạn Ba và bạn Nam lại rủ nhau đi chơi. Lần này là basketball, chơi bóng rổ đúng nào? Come and play basketball, Nam. Đến đây và chơi bóng rổ nào, Nam. I'm sorry, I don't think I can't. I don't think I can. Cô bị đọc sai ha. Mình xin lỗi là mình không nghĩ là mình có thể. Có nghĩa là bạn ấy không thể chơi ngay bây giờ được, đúng không nào? That's too bad. Why not? Thật là tệ. Tại sao vậy? Well, I should clean my room. Mình phải dọn phòng. Can you play on Friday? Bạn có thể chơi vào ngày thứ sáu được không? Yes, I can. Alright, see you at 7. Okay, bye. Bye. Được thôi, mình sẽ gặp bạn vào lúc 7 giờ. Cái bài thực hành này rất là đơn giản. Và bây giờ nhiệm vụ chính của các em đó chính là hãy quan sát lên màn hình. Ở dưới này cô có 3 cái phần gợi ý tương ứng với cái khung màu xanh ở trong sách giáo khoa của các em đó. Cái phần chữ gạch chân này chính là phần mà chúng ta sẽ thay thế để tạo thành một cái đoạn hội thoại mới. Ở trên màn hình của cô đấy chính là phần basketball, là phần bài mẫu đầu tiên mà người ta cho chúng ta lắng nghe, đúng không nào? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta này, change underlined information with the information in the box. Chúng ta sẽ sửa những cái thông tin gạch chân này bằng những thông tin ở đây. Bây giờ mình sẽ thay thế volleyball vào những cái vị trí ở gạch chân như thế này. Nào, hãy quan sát tiếp nhé. Rồi, cô đã thay thế từ volleyball vào đây. Mình sẽ có đoạn hội thoại mới là come and play volleyball now. I'm sorry, I don't think I can. That's too bad, why not? Well, I should visit my friends. Đoạn này rủ đi chơi bóng chuyền nhưng mà bận vì phải đi thăm bạn của mình. Can you play on the weekend? Bạn có thể chơi vào cuối tuần được không? Và see you on Saturday afternoon. Gặp nhau vào chiều thứ bảy. Được chưa nào? Rồi, bây giờ mình lại thay thế tiếp những dữ kiện gạch chân chữ màu đỏ này bằng dữ liệu ở thông tin ở phần B. Rồi, mình sẽ đổi thành chess. Ok, chess. Nhưng mà cái hình ảnh này cô bị là lấy nhầm á. Đây không phải là chơi bóng đá mà chess là chơi cờ. Rồi, bạn ấy rủ chơi cờ.
come and play chess now. À, bây giờ bạn ấy rủ chơi cờ thì bạn ấy bạn bạn nam từ chối bằng cách nào đây? I ought to help my dad. Phải giúp đỡ bố mình, đúng không nào? Vậy thì bạn này rủ lại, can you play on Wednesday night? Có thể chơi vào tối thứ tư không? Và bạn hai bạn ấy đã hẹn gặp nhau, see you at 6 o'clock. 6 giờ tối thứ tư mình sẽ chơi cờ ha. Và cuối cùng mình sẽ thay thế dữ liệu này bằng từ badminton, chơi cầu lông. Rồi, come and play badminton now. Và hôm nay lại từ chối bằng việc gì đấy? Well, I must go to school. Có phải go to school không nhỉ? Trong dữ liệu của bài là go to the dentist. Sorry các em, ở đây có bị lỗi. Rồi, mình sẽ sửa go to school bằng cú gạch hơi quá đà ha. Thử go to school bằng go to the dentist ở đây. Rồi, và hai bạn này hẹn gặp nhau là gì đây? Can you play on Sunday morning? Hẹn vào sáng chủ nhật, đúng không nào? Và lúc see you at 10 o'clock. Rất là đơn giản thôi. Bài này chúng ta sẽ thay thế vào những cái dữ liệu gạch chân. Và sau mỗi lần thay thế các thông tin thì các em nên thực hành hội thoại với bạn của mình để luyện tập. Mình sang tiếp bài tập tiếp theo nhé. Rồi, ở bài số 3 này, trước khi vào bài số 3 là một bài đọc khá dài thì cô sẽ cung cấp một vài từ vựng ở trong phần này. Ở trong này khá là nhiều từ vựng và nó cũng hơi khó nên các em hãy quan sát lên màn hình nhé. Cô có từ đầu tiên, word surface. Từ world surface có nghĩa là bề mặt trái đất ha. Mình dùng từ world chứ mình không dùng từ earth. World surface. Rồi, hình ảnh này là hai người thợ lặn đang lặn ở dưới lòng đại dương, đúng không nào? Mình có động sorry. Mình có danh từ diver. Diver là thợ lặn, được chưa nào? Lặn mà có bình dưỡng khí thì người ta sử dụng từ diver. Rồi, đây chính là ngọc trai, từ con trai ở đây ha, con trai để nuôi để lấy ngọc. Thì mình có từ ngọc trai đọc là pearl. Pearl, pearl ha. Ngọc trai. Rồi, cô có từ ocean. This is in ocean, ở trong lòng đại dương. Thì mình có ocean có nghĩa là đại dương. Rồi, hình ảnh này thay đổi liên tục này ha. Đây, mình có từ special breathing equipment, một cụm từ có nghĩa là thiết bị thở đặc biệt. Khi mà người ta lặn ở dưới lòng đại dương thì mình buộc phải đeo những cái thở đồ thiết bị này để giúp trợ giúp khí oxy trong việc thở ở dưới nước, được chưa nào? Mình đọc là special breathing equipment. Rồi, cô có từ tiếp theo là từ invent. Invent là phát minh, đúng không nào? Động từ phát minh. Còn danh từ sự phát minh là từ invention. Ok, mình thêm hậu tố là sần vào. Rồi, các em quan sát hình ảnh này. Đây chính là một con tàu. Một tàu ngầm mà nó chạy ở dưới lòng đại dương, chứ không phải là chạy giống như những con tàu ở trên biển khác, mà nó có tên là Deep Sea Diving Vessel, có nghĩa là tàu ngầm. Nó được đi ở dưới sâu lòng biển này, Deep Sea Diving Vessel. Rồi, hình ảnh rất là đẹp, đúng không nào? Và nó có tên là Underwater Life, cuộc sống ở dưới lòng đại dương, cuộc sống dưới nước. Có những đàn cá màu sắc rất là sặc sỡ, đúng không nào? Cùng với những rạn san hô. Underwater Life. Rồi, những người thợ lặn này, và cái môn này người ta gọi nó là scuba diving. Lặn có bình dưỡng khí, được chưa nào? Người ta sẽ đeo cái bình dưỡng khí đó ở trên lưng cùng với thiết bị thở. Mình đọc là scuba diving. Cuối cùng, từ explore là khám phá. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại những từ vựng này. World surface, diver, pearl, ocean, special breathing equipment, invent, invention,
deep sea diving vessel, underwater life, scuba diving, explore. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đọc. Bài đọc này khá là dài ha, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài đọc trước khi cô dịch nghĩa bài đọc này cho các em. Now listen. 3. Read. Then answer the questions. Most of the world's surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans. Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn't stay underwater for longer than 2 minutes. But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater, and scuba diving became a popular sport. A Frenchman, Jacques Cousteau, 1910 to 1997, invented a deep-sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life. Now, we can explore the oceans using special TV cameras as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention. Rồi, vậy là mình vừa mới lắng nghe bài đọc xong. Bây giờ mình sẽ đọc lại từng đoạn ha, sau đó dịch nghĩa luôn. Most of the world's surface is water. We may know the land very well, but we know very little about the oceans. Hầu hết bề mặt của trái đất là nước, đúng không nào? Phần lớn đại dương chiếm 3/4 bề mặt trái đất rồi ha. Chúng ta có thể biết nhiều về mặt đất, nhưng chúng ta lại biết rất là ít về đại dương. Until recently, man could not stay underwater for long. A pearl diver, for example, couldn't stay underwater for longer than 2 minutes. Cho đến hiện tại á, thì con người cũng không thể nào sống ở dưới nước quá lâu. Một người thợ lặn đi tìm ngọc trai á, là một ví dụ, không thể ở dưới nước quá lâu hơn 2 phút. But now, with special breathing equipment, a diver can stay underwater for a long time. After the invention of this equipment, man could swim freely underwater and scuba diving became a popular sport. Nhưng mà ngày nay thì với những cái thiết bị lặn, thiết bị thở đặc biệt, thì một người thợ lặn có thể ở lại dưới mặt nước được trong một thời gian lâu dài. Sau khi mà cái phát minh về cái thiết bị này ra đời á, thì con người có thể bơi một cách tự do ở dưới nước, và môn thể thao, môn lặn trở thành một môn thể thao phổ biến. A Frenchman, Jacques Cousteau, 1910-1997, invented a deep sea diving vessel in the early 1940s. In the vessel, he could explore the oceans of the world and study the underwater life. Một người đàn ông, một người Pháp ha, tên là Jacques Cousteau, sinh năm 1910 và mất năm 1997, đã phát minh ra một con tàu ngầm ở những năm 1940. Ở khi mà họ đi trong tàu ngầm thì ông ấy đã có thể khám phá ra được đại dương của thế giới và nghiên cứu được cuộc sống ở dưới lòng đại dương. Now we can explore the oceans using the special TV camera as well. We can learn more about the undersea world thanks to this invention. Ngày nay thì chúng ta có thể khám phá đại dương bằng cách sử dụng cái camera đặc biệt.
Chúng ta có thể nghiên cứu được rất là nhiều thứ ở dưới lòng đại dương, ở thế giới dưới lòng biển ha, nhờ vào những cái phát minh đó. Vậy thì dựa vào nội dung trong bài, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ như sau. Rồi, true or false, check and then correct the false sentence. Chúng ta sẽ có tất cả là 5 câu ở đây. Và nhiệm vụ của các em sẽ xem những cái câu này là đúng hay sai, và sai thì phải sửa ha. Most of the world's surface is land. Hầu hết bề mặt của trái đất là đất, đúng hay sai? Đây chắc chắn là false rồi, bởi vì câu đầu tiên trong bài đọc của người ta khẳng định là nước chứ không phải là đất. Như vậy đáp án là false và mình sửa lại thành water. Ok. Before the inventions of special breathing equipment, man couldn't swim freely underwater. Trước khi mà cái phát minh ra cái thiết bị thở đặc biệt thì con người không thể bơi một cách tự do dưới nước được. Đúng hay sai nào? It's true. Okay. Now, scuba diving is popular sport. It's true. Okay. Jacques Cousteau invented special TV camera. It's false. Okay. Chỗ này phải là sai bởi vì ông này không phát minh ra tivi, camera tivi đặc biệt để xem dưới nước, mà ông phát minh ra cái gì đấy? He invented deep sea diving vessel. And the last, we can learn more about the undersea world thanks to Jacques Cousteau's invention. It's true. Okay. Vậy là cô vừa mới hoàn thành bài số 3 giúp các em rồi ha. Bây giờ mình sẽ đến với bài số 4. Ở bài số 4 thì các em hãy quan sát lên màn hình. Người ta yêu cầu complete the passage with the modal verbs. Mình sẽ hoàn thành cái bài này với những cái động từ khiếm khuyết. Được chưa nào? Ở đây có tất cả là các cặp động từ khiếm khuyết ở đây. Mình có 8 8 động từ khiếm khuyết nhưng mà có 4 cặp thôi ha. Đó là khẳng định và phủ định đi kèm với nhau. Bây giờ mình sẽ cùng đọc và làm bài tập nhé. Scientists say life started. Sorry. Scientists say life started in the ocean. However, humans aren't natural swimmers. Okay. Các nhà khoa học nói rằng cuộc sống thì bắt nguồn từ đại dương. Tuy nhiên, con người ta lại không phải là những người có thể bơi trong tự nhiên được. We, đầu tiên, mình sẽ điền động từ nào vào đây? Mình đọc tiếp đoạn sau nhé. Swim as babies, but we forget, and then we learn to swim again. Vậy thì đầu tiên, chúng ta có thể bơi khi chúng ta là một đứa trẻ, nhưng mà chúng ta lại quên mất cách đó và sau đó thì lại phải học lại. Vậy thì chỗ này cô sẽ giúp các em điền từ can. Chúng ta có thể bơi khi là mình là một đứa trẻ, tại vì trong bụng mẹ mình đã được bơi ở trong đấy rồi, đúng không nào? Nhưng mà lớn lên dần dần thì mình quên mất, cho nên mình phải học bơi lại, nên dùng từ must, được chưa? Chúng ta không thể, hay là chúng ta có thể đây, chỗ này là chúng ta không được phép quên. We must not forget that our world is mainly water. Cái kiến thức đó là thế giới của mình, trái đất của mình hầu hết là nước, đúng không nào? So we should all learn to swim. Chúng ta nên học bơi. We can. Chúng ta có thể. We can try to stay away from water. Chúng ta có thể cố gắng ở trong, tránh xa nước á, giữ cái khoảng cách với nước. Nhưng mà điều đó thì rất là khó. The time always comes when we need to cross water. We, tiếp theo, we should learn to swim when we are young. Chúng ta nên học bơi từ khi chúng ta còn trẻ. It is easier to learn then. Nó dễ dàng cho việc học bơi ở thời điểm đó. Our parents can hoặc là should, có thể hoặc là nên giúp đỡ chúng ta.
They should hoặc là must give us the opportunity to learn to swim. Họ có thể, họ nên hoặc là họ phải cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta học bơi. Trong trường hợp mà chúng ta sử dụng should thì chúng ta cũng có thể sử dụng từ ought to được. Cho nên chúng ta có thể sử dụng lựa chọn giữa hai từ đó là như nhau. Được chưa nào? Rồi, vậy là cô vừa mới giúp các em hoàn thành bài tập ở phần B này và kết thúc phần bài học số 13 ở đây. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi video này và nhớ học bài đầy đủ nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.